Thưa vị, Do Thái mở đường xe bus riêng dành cho người Palestine, tin từ Kakila. Hôm nay, Do Thái mở đường xe bus riêng dành cho người Palestine ở Tây Ngạn. Một nhóm dân quyền Do Thái cho rằng đây là một hành động kỳ thị chủng tộc. Bà Jessica Montel là giám đốc nhóm nhân quyền B'Tselem đã cho rằng nếu có vấn đề xe bus quá đông, cần phải tăng thêm xe bus. Mọi người đều có quyền lên xe bus. Việc phân chia xe bus dành riêng cho người Palestine, xe bus dành riêng cho người Do Thái là hành động tấn công, đáng giận và đáng nguyền rủa, hoàn toàn là những biện pháp kỳ thị, phân biệt người Do Thái và Palestine. Tờ báo Haaretz thiên tả cho rằng Bộ Giao thông đã mở đường xe bus riêng dành cho người Palestine đi từ Tây Ngạn qua Do Thái làm việc sau khi người định cư Do Thái than phiền đi chung xe bus với người Palestine là một sự nguy hiểm. Bộ Giao thông Do Thái cho rằng hai đường xe bus sẽ cải thiện dành cho người Palestine, giúp họ ra khỏi đi xe bus tự tính tiền với giá cắt cổ. Công nhân Palestine đã có cảm tưởng phức tạp đối với đường xe bus mới. Ông Reis Hanani, ông ta muốn công nhân được thoải mái hơn. Nếu vì quyền lợi của công nhân, ông ta hoàn toàn ủng hộ. Ông Ibrahim Sarim làm việc cho Do Thái và ông ta đã nêu lên ý kiến của mình rằng đây là hành động kỳ thị chủng tộc, Do Thái chống người Ả Rập ở Tây Ngạn và vùng đất trước năm 1948. Đây không phải là điều mới mẻ gì đối với người Do Thái kỳ thị chủng tộc. Các nhóm nhân quyền cho rằng cảnh sát tại các trạm kiểm soát sẽ buộc người Palestine phải dùng những chuyến xe bus thông thường dành riêng cho họ. Phát ngôn viên cảnh sát Do Thái là Mickey Rosenfeld tuyên bố người Palestine trở về Tây Ngạn sẽ bị rà xét để tìm những vật bị họ ăn cắp trong lúc làm việc ở Do Thái và đường xe bus riêng có mục đích này. Một viên chức của Bộ Giao thông Palestine là ông Muhammad Hadam cho rằng đường xe bus riêng là sự kỳ thị đối với người công dân Palestine. Ông Helzi Ben-Zivi là thị trưởng một khu vực định cư mới. Ông ta cho biết đường xe bus riêng là cách giải quyết tốt nhất cho cả người Palestine và người định cư. Do Thái chiếm đóng Tây Ngạn từ năm 1967 đã duy trì một hệ thống phong tỏa đường xá trong khu vực. Người Palestine muốn thành lập quốc gia với lãnh thổ gồm có Tây Ngạn, dãy Gaza và Đông Jerusalem.